Tôi đã muốn rời Man United từ hè 2008. Đó là những bộc bạch của tiền đạo trẻ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo trên tờ New Yorker World sau khi Manchester United vô địch Champions League mùa giải 2007-2008. Tôi nghĩ rằng nơi đây không còn gì để chinh phục nữa. Và khi bạn đã làm được tất cả những điều bạn muốn, bạn biết rằng mình cần những thách thức mới. Trong 6 mùa bóng khoác áo quỷ đỏ, chân sút sinh năm 1985 giành 3 danh hiệu Premier League và một chức vô địch Champions League năm 2008. Cũng trong năm 2008, Ronaldo giành danh hiệu quả bóng vàng lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Không ngoa khi nói Manchester United chính là bệ phóng giúp Ronaldo vươn lên trở thành một trong những cầu thủ thành công nhất lịch sử bóng đá thế giới. Giành được tất cả mọi vinh quang trong màu áo đỏ, Ronaldo cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để anh tìm kiếm những thử thách mới. Và Real Madrid dưới quyền chủ tịch Florentino Perez là một chân trời mới. Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng biết rằng Ronaldo đã được Sir Alex Ferguson đảm bảo sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford sau khi thị trường chuyển nhượng hè kết thúc. Tuy nhiên một năm sau, tức kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2009, Cristiano Ronaldo đã bỏ lại chiếc áo đỏ của Manchester United để lên đường sang Tây Ban Nha, khoác lên mình màu áo trắng hoàng gia Real Madrid. Đằng sau sự thật ấy là gì? Liệu đã có những uẩn khúc gì dẫn đến quyết định đột ngột này của Cristiano Ronaldo hay không? Nếu thoạt nhìn vào số tiền cách xu mà đội vô địch Premier League nhận được, nhiều người ngay lập tức nghĩ rằng Man United bán Ronaldo cho Real đơn thuần vì quá được giá. Vì con số 80 triệu bảng mà họ nhận được từ đội bóng Tây Ban Nha đã là mức giá kịch trần đối với siêu sao người Bồ Đào Nha, mà nếu không bán bây giờ thì giá trị của Ronaldo khó lòng được như thế nữa. Phải nói rằng ở mùa giải 2007-2008, những tin đồn về Ronaldo và Madrid xuất hiện ngày càng nhiều. Ngày 5 tháng 6 năm 2008, Sky Sports đưa tin Ronaldo đã bày tỏ ý muốn được chuyển đến Real Madrid, đội bóng anh mơ ước từ nhỏ nếu họ cung cấp đủ cho anh số tiền như đã hứa từ trước đó. Sau đó, Manchester United đã đệ đơn khiếu nại lên FIFA vào ngày 9 tháng 6, cáo buộc rằng Real đã tiếp xúc bất hợp pháp với Ronaldo. Nhưng FIFA đã từ chối thực hiện bất kỳ một động thái nào đến thương vụ chuyển nhượng này. Suy đoán về việc Ronaldo sẽ rời Man United càng rõ hơn vào ngày 6 tháng 8 khi Ronaldo khẳng định rằng anh sẽ chỉ ở lại Old Trafford ít nhất một năm nữa. Real Madrid vẫn luôn được coi là một thỏi nam châm cực lớn về mặt thu hút tài năng bóng đá. Họ được biết đến là nơi xây dựng đội bóng bằng cách mua những cầu thủ giỏi nhất trên thế giới. Nói cách khác, chơi cho Real Madrid sẽ mang lại cho cầu thủ đó một đẳng cấp cao hơn. Hơn nữa, Real Madrid luôn xây dựng những tập thể với mục tiêu chính là chinh phục cúp châu Âu. Ronaldo khi ấy đơn giản là bị thu hút bởi tư duy đầy tham vọng phù hợp với chính tham vọng của anh. Sir Alex lo sợ mất Ronaldo vào hè năm 2008 nên ông đã phải tức tốc bay tới Lisbon và dùng tài thuyết phục của mình để giữ chân siêu sao Bồ Đào Nha ở lại Old Trafford. Ronaldo đã có một mùa giải tuyệt vời khi ghi được 42 bàn thắng trên mọi đấu trường, vô địch Premier League và Champions League. Trong khi đó Real Madrid lại chật vật hơn nhiều. Vận đen của họ ở La Liga và Champions League vẫn tiếp tục diễn ra. Họ cần một ngôi sao mà cụ thể phải là Ronaldo. Nhưng việc Ronaldo ra đi dường như được Sir Alex Ferguson cùng giám đốc điều hành của Man United dự đoán từ trước. Ronaldo đá trận cuối cùng cho Manchester United tại chung kết Champions League 2009, nơi họ thua khuất phục trước những gã khổng lồ xứ Catalan với tỷ số 2-0. Đó là trước đội bóng mạnh nhất lịch sử, nhưng chính cách Man United bị đánh bại mới là vấn đề. Một số ý kiến cho rằng Ronaldo cùng một số cầu thủ Man United, mà trong đó không ít huyền thoại đã phàn nàn về chiến thuật của Sir Alex. Điều này có thể đúng hoặc có thể sai, nhưng đó dường như chỉ là chiếc đinh cuối cùng được đóng trên quan tài mà thôi. Sau khi trận chung kết kết thúc, thông tin về việc Ronaldo rời Manchester United và gia nhập Real Madrid không còn bị phủ nhận nữa. 9 giờ 30 sáng giờ London ngày 11 tháng 6, trang chủ của Man United thông báo về việc Real hỏi mua Ronaldo với giá 80 triệu bảng và đội bóng Anh chấp thuận lời đề nghị này, đồng thời cho phép Real thương lượng với cá nhân Ronaldo. Chỉ 30 phút sau, đến lượt Real loan tin về thương vụ to lớn này. Các fan của quỷ đỏ cũng chẳng có gì phải buồn phiền quá. Câu lạc bộ của họ đã thu về một số tiền kỷ lục thế giới về chuyển nhượng lúc bấy giờ, lãi gần 68 triệu bảng. Man United chỉ mua Ronaldo với giá 12,2 triệu bảng. Nói đi nói lại thì vẫn có một câu hỏi được đặt ra là Man United bán Ronaldo cho Real có phải chỉ vì tiền? Sir Alex Ferguson từng nói một câu nổi tiếng vào tháng 1 năm 2008 khi được hỏi về việc Real tiếp tục theo đuổi Ronaldo. Tôi không bán cho họ một con virus. Một nguồn tin thân cận của Man United khi đó cho biết Ronaldo lúc ấy ngày càng nổi tiếng, được dự đoán sẽ là một chuyên gia gieo rắc những mầm bệnh trong phòng thay đồ, và họ tin rằng đó là lúc nên để anh ta ra đi được rồi.
Tuy nhiên, theo lời kể của cựu hậu vệ Manchester United khi ấy là Gary Neville, anh bảo rằng Cristiano Ronaldo rời Man United nói riêng hay nước Anh nói chung bởi khí hậu khắc nghiệt ở đây. Thời tiết ở thành phố Manchester là một vấn đề lớn với siêu sao người Bồ Đào Nha dù đã thi đấu ở đây tận 6 mùa. Cậu ấy đã bóng gió về việc ra đi từ sau chức vô địch Champions League năm 2008. Việc cần làm của Manchester United là chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm Ronaldo ra đi. Cậu ấy muốn những thử thách mới, nên Ronaldo quyết định tới La Liga khoác áo Real Madrid. Tôi không cố gắng thuyết phục Ronaldo ở lại Man United lâu hơn. Theo tôi được biết, thời tiết là một vấn đề lớn đối với cậu ấy. Ronaldo vẫn luôn gặp vấn đề với thời tiết tại đây. Tuy nhiên, phần sau phát biểu của Neville còn một chi tiết khá quan trọng khi anh nói rằng hầu hết các cầu thủ Man United đạt vinh quang năm 2008 đều muốn ở lại vì chẳng có lý do nào để ra đi trừ khi câu lạc bộ không cần anh ta nữa. Tức là Man United luôn sẵn có chỗ cho những Paul Scholes hay Ryan Giggs thế hệ mới. Còn Ronaldo là một trường hợp ngoại lệ, có gần như tất cả quyền lợi của đội bóng nhưng vẫn hướng tới Real Madrid như là một điểm đến của mình. Rất nhiều giả thuyết về sự ra đi của Cristiano Ronaldo, đơn giản là họ bảo anh hết động lực thi đấu tại ngoại hạng Anh, hay khoác lên mình màu áo trắng Real Madrid là ước mơ từ nhỏ của anh. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn nhận một cách tổng quan hơn thì việc CR7 rời đội bóng chủ sân Old Trafford có lẽ là điều đã được dự báo trước. Đó là phút 61 trong trận đấu tứ kết giữa Anh và Bồ Đào Nha ở World Cup 2006. Wayne Rooney đã có pha phạm lỗi thô bạo với hậu vệ Ricardo Carvalho. Ngay sau đó, Cristiano Ronaldo là người đầu tiên chạy đến và gây áp lực với trọng tài để đòi một án phạt thích đáng với tiền đạo người Anh. Ở thời điểm đó, Rooney và Ronaldo đang là đồng đội của nhau trong màu áo Man United. Cũng chính vì điều này mà Rooney đã rất bất ngờ và tỏ ra bực bội khi nhìn thấy phản ứng của CR7. Rooney thậm chí còn đẩy cầu thủ người Bồ Đào Nha ra xa. Bất chấp những hành động của Rooney, Ronaldo vẫn tiếp tục gây áp lực với trọng tài và kết quả là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho số 9 của đội tuyển Anh. Sau khi Rooney rời sân, ống kính máy quay đã bắt được khoảnh khắc mà Ronaldo nháy mắt với những người đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha như một sự ăn mừng. Và cũng trong trận đấu đó, Ronaldo chính là người đã thực hiện thành công quả luân lưu quyết định để đưa Bồ Đào Nha vào đến bán kết, tiễn đội tuyển Anh về nước. Sau trận đấu ấy, truyền thông nước Anh đã đồng loạt chỉ trích Ronaldo một cách dữ dội. Họ muốn biến Ronaldo trở thành kẻ thù của người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù. Tiền đạo người Bồ Đào Nha thừa nhận rằng anh đã cảm thấy sợ hãi khi quay lại nước Anh và thậm chí còn suy nghĩ đến việc sẽ chuyển đến một câu lạc bộ khác ngay sau World Cup bởi áp lực dư luận mà anh phải hứng chịu. Tuy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa khi chính Wayne Rooney đã lên tiếng đính chính cho người đồng đội của mình, nhưng đối với một số người Anh, họ đơn giản là không bao giờ chấp nhận một gã người ngoại quốc làm việc và sinh sống tại Anh lại đi làm một điều vô cùng điên rồ trước đội tuyển yêu quý của mình. Liệu bạn có còn nhớ anh chàng tiền đạo người Bồ Đào Nha Eder tại Euro 2016 chứ? Người mang chiến thắng cho đội tuyển quê hương nhưng lại là kẻ thù của bóng đá Pháp. Hậu quả là anh bị Lille, đội bóng tại Ligue 1 ở Pháp tống khứ khỏi câu lạc bộ vài ngày sau đó. Ronaldo từng cho biết, anh vẫn nhận được sự quấy phá và chỉ trích của một vài cá nhân trong quá trình sinh sống tại Anh Quốc và báo chí ở đây thì coi anh chẳng khác gì bắt khăm. Tức là miếng mồi ngon hàng ngày trên các trang tin. Nó tạo ra sự khó chịu cho Ronaldo và được tích lũy dần qua từng ngày. Trong quá trình trèo kéo Ronaldo, Florentino Perez đã đưa ra rất nhiều mức đãi ngộ tốt như hưởng lương cao nhất, biệt thự gần nhà chủ tịch và quan trọng hơn, anh là hạt nhân số 1 cho Galacticos 2.0 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đây là điều đã chính thức làm siêu lòng Ronaldo, bởi vì Ronaldo biết rằng văn hóa ở Manchester United không xây dựng đội bóng xung quanh một ngôi sao. Eric Cantona của thuở trước cũng không phải là một ngôi sao được hỗ trợ. Người đàn ông đó vĩ đại vì chính sự vĩ đại trong cách sống của ông ấy. Cũng có một thông tin khá hay xoay quanh trận chung kết giữa Man United và Barcelona. Trong một cuộc họp báo trước trận, Ronaldo được hỏi về việc sẽ gia nhập Real Madrid để được đối đầu thường xuyên với Messi và Barcelona chứ. Barcelona thời điểm ấy với Tiki Taka được xem là vô đối tại đấu trường châu Âu. Ronaldo chỉ ậm ừ trả lời cho qua rằng, tôi vẫn là cầu thủ của Manchester United. Tuy nhiên, trong ánh mắt của Ronaldo lại có chút bối rối, bởi sự thật rằng là sau trận chung kết, CR7 đã gia nhập Real Madrid cùng Messi tạo nên cặp đôi kỳ phùng địch thủ suốt nhiều năm trong lịch sử của bóng đá thế giới. Cuối cùng có một chi tiết thú vị mà nhiều người đã bỏ qua. Người ta thường nói rằng cha mẹ luôn là người tạo áp lực cho con cái. Ví dụ bố mẹ bạn yêu cầu bạn phải thi trên 9 điểm, còn không thì nói không với trò chơi điện tử chẳng hạn. Ronaldo cũng từng trải qua áp lực như vậy. Đó là khi mẹ anh được phỏng vấn vào năm 2008 và nói rằng bà không muốn chết trước khi chứng kiến Ronaldo khoác màu áo trắng hoàng gia. Đó đúng thực là một loại áp lực lớn mà một cậu con trai hiếu thảo cần phải thực hiện để làm vui lòng mẹ của mình. Và may mắn đó cũng là ý muốn của anh. Cũng trong những suy đoán của Gary Neville, anh cho rằng Ronaldo một khi đã bị thu hút bởi điều gì đó, cậu ta thường làm cho kỳ được.
nên là giả sử Manchester United có giành thêm vinh quang Champions League ở năm 2009, Real Madrid vẫn sống trong trí óc của Ronaldo và mọi thứ vẫn đâm chồi dần dần. Như đã nói, văn hóa của Man United không cho phép người ta sống với giấc mơ khác. Chính đội bóng này cũng hiểu cần để Ronaldo ra đi và một ngày nào đó rồi anh vẫn có thể trở lại.